Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu đèn hào quang 6 tấc của bên mình. Mẫu đèn này thì có nhạc niệm Phật nhé, có điều khiển này, có điều khiển để điều khiển nhạc nhé. Đó, đây là mẫu đèn 60 này. Đó, mẫu đèn 60 bông sen và tích hợp nhạc niệm Phật luôn. Đó. Đó, đây là hình thức của chiếc đèn này, mọi người cùng xem qua nhé. Nó có khe cắm thẻ nhớ rồi, có nút chỉnh tốc độ này. Đầy đủ chức năng, có thể điều khiển nhạc, điều khiển từ xa. Ừ. Giờ mình sẽ cắm điện lên cho mọi người cùng xem qua hiệu ứng của đèn nhé. Đây, chiếc đèn mình đã để lên để mình quay video cho mọi người cùng xem rồi. Giờ mình sẽ tiến hành bật điện lên nhé các bạn nhé. Đó. Về hiệu ứng của sen, mình nói qua trước về hiệu ứng của sen này. Sen thì sẽ tự động đổi các màu. Đó, sen tự động đổi các màu. Sáng rất là đẹp mọi người nhé. Về sen thì sẽ tự động đổi. Và cái này là dùng để điều khiển nhạc. Bây giờ mình sẽ cho to lên cho các bạn xem này. Đó. Và mình có thể chuyển bài luôn ở trên này. Đó. Mình cho to cho nhỏ ở trên này luôn. Đó. Mình có thể tạm dừng này. Và các phím chức năng thì ở bên này thì mình có hướng dẫn ở mặt sau này rồi. Đó. Các phím chức năng rồi có số điện thoại rõ ràng cho mọi người này. Khi có khó khăn gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình để hỗ trợ này. Nó rất là rõ ràng các bạn nhé. Về hiệu ứng thì các bạn có thể là chỉnh tốc độ nhanh chậm này. Đó. Để chỉnh tốc độ nhanh chậm của đèn này rất là dễ. Các bạn có thể chỉnh theo ý thích của mình. Đó, mình sẽ để một cái tốc độ nó vừa phải ấy, để cho nó đẹp nhất thì các bạn nhìn thì nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn về các bạn có thể chỉnh theo ý của mình. Để cho nó nhanh hoặc nó chậm như nào đấy thì là đều được. Đây là mẫu đèn hào quang sen tỏa các bạn nhé, tỏa nhiều kiểu hiệu ứng và nhạc điều khiển từ xa. Cái này các bạn có thể đứng xa khoảng 20-30 mét thì vẫn dùng bình thường. Đấy. Đây bên mình có tích hợp cái công nghệ điều khiển từ xa độc quyền như này trên cái phần remote như này. Các bạn khi làm đèn thì các bạn có thể là yêu cầu làm có nhạc hoặc không có nhạc. Như thế này là mẫu đèn có nhạc. Nó sẽ đắt hơn vài trăm ngàn so với lại cái mẫu đèn chỉ có đèn hào quang không thôi. Đó, thì các bạn có thể là lưu ý giúp mình khi đặt hàng đều đèn đều có nhạc hoặc là không có nhạc đều được. Bên mình đều sản xuất cho tất cả mọi người, bên mình sản xuất trực tiếp nên là sẽ đảm bảo cho các bạn về chất lượng như là về thời gian bảo hành. Bên mình bảo hành đèn là 12 tháng bảo trì trọn đời cho sản phẩm khi các bạn có nhu cầu. Mình có thể chuyển các bài khác đều được, rất là nhiều bài. Mình có thể là thay đổi qua thẻ nhớ mà. Đấy, nhạc mình có thể thay đổi qua thẻ nhớ mà nên các bạn có thể là chạy các bài khác nhau, các bài pháp, các bài kinh, các bài chú hoặc các bài giảng của các sư thầy thì đều được. Đó. Rất là nhiều kiểu, rất là nhiều kiểu hiệu ứng tỏa khác nhau. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy các bạn bông sen ở giữa chạy sáng rất là đẹp luôn. Mình xe hơi tối các bạn nhìn nó sẽ rõ. Mình quay ban ngày mà quay qua điện thoại thì nên là nhìn nó cũng không được sắc nét và đẹp thực như thực tế ở bên ngoài đâu ạ. Nhìn thực tế bên ngoài các bạn nhìn thấy bông sen nó rất là đẹp. Đó, về tổng thể cả hào quang cũng như là bông sen thì đây là dành mẫu đèn dành cho người thích sự đơn giản. Hiệu ứng thì chỉ là hiệu ứng tỏa bình thường thôi. Và bông sen sáng đổi màu kết hợp với nhạc niệm Phật tạo ra cái không gian, tạo cho cái không gian thờ cúng của gia đình cũng như trong chùa, nơi thờ tự được trang nghiêm ấm áp hơn, kết hợp với tiếng nhạc niệm Phật.
bạn có nhu cầu làm cái sản phẩm đèn hào quang nét như video này mình giới thiệu hoặc các sản phẩm đèn hào quang khác thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại là 0966848974 để đặt hàng các bạn nhé. Bên mình sẽ nhận làm theo cầu từ kích thước nhỏ tới lớn 1m, 2m đều bên mình đều sản xuất. Đấy, hào quang và bán nguyệt thì bên mình cũng làm. Nói chung là đầy đủ các mẫu đèn hào quang theo cầu cho các bạn. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng nhé. Mình vừa đóng cửa vào bớt một chút để cho các bạn nhìn thấy cái bông sen này ở giữa ấy. Nhìn nó sáng rất là đẹp đó. Đấy là mình khi nhìn nó trời nó nhìn không trong không gian nó hơi tối một chút ấy. Đó. Đó, mình bật bài niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, rất là nhẹ nhàng. Đó. Hiệu ứng sen rồi hiệu ứng hào quang cứ tuần tự thay đổi thôi. Đó. Hiệu ứng sen này rất là mịn đẹp. Các bạn nhìn thấy không ạ? Các hiệu ứng của bông sen thì nó sẽ tự động thay đổi như vậy. Các bạn thấy ưng cái mẫu đèn hào quang như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng các bạn nhé. Hoặc các bạn có nhu cầu muốn thay đổi về hình thức của bóng nét, ví dụ như là muốn toàn bộ bóng nét này sẽ là một màu vàng khi sáng này đó, hoặc là muốn chạy thay đổi kiểu như nào thì cứ liên hệ trực tiếp mình, ví dụ như muốn một kiểu tỏa như này đấy, hiệu ứng tỏa ra như thế thôi, nhẹ nhàng tỏa thế thôi thì bên mình cũng có thể làm được cho tất cả các bạn đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Hồng Net com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.